客、商务交际、交接通买。姓名和称呼，họ tên và xưng hô。请问您贵姓？我姓张，叫张仁远。您呢？我叫 Johnson Smith， 我的中文名字叫史强生。你好，史先生。你好，叫我 Johnson 就行了。你知道那位先生叫什么名字吗？他是我们的市场部经理，叫黄志强。我应该怎么称呼他才合适？叫他黄经理就行了。介绍认识 ，giới thiệu làm quen。我来介绍一下，这位是我们公司的王总经理。王总，这位是美国来的 Johnson Smith 先生，我们的重要客户。让我来自我介绍一下，我的中文名字叫史强生。很高兴认识您，认识您我也很高兴。您见过我们市场部的李经理了吗？还没有，您可以介绍我和他认识一下吗？交换名片，交đổi danh thiếp。我们交换一下名片吧，这是我的名片。谢谢，真不好意思，我没带名片。没关系，方便的话您能留个联系方式吗？当然当然，这是我的手机号码和电子邮箱。行，以后我们保持联系。一定一定，在业务上以后一定还要向您请教。日常问候，chào hỏi thường ngày。您好，王经理，您这是去哪儿啊？您好，李主任，我出去办点事儿。您在忙什么呢？最近一切都好吧？老样子，您最近怎么样？全都挺好的，谢谢，我得走了，回头见。表示关心，体现是关心。最近生意忙吗？比较忙，您呢？最近公司的业务怎么样？还行，今年的市场有起色。我听说你们这个月的销售很不错啊。马马虎虎吧。工作忙，要注意身体哦。联络感情，联系情感。王总，好久不见啊。是啊，李总，您是大忙人啊。哪里哪里，大家都忙。这样吧，找时间我们聚一聚。好啊，这次我请客，上次您帮了我大忙，我还没来得及谢您呢。这是哪儿的话，您太客气了，老朋友了，应该的。发出邀请，đưa ra lời mời。威廉斯先生，陈总想请您周六晚上一起吃个饭。真不巧，星期六晚上我跟几位客户有一个应酬，对不起。没关系，那下个星期二您有空吗？目前还没有任何安排。我们公司想邀请您和您的夫人作为贵宾出席开幕式，请您务必光临。谢谢，我一定准时参加。参加饭局，参加tiệc tùng。杰克逊先生，您请坐这儿。谢谢，李经理，张先生，你们也都请坐。难得能有这样的机会，让我敬您一杯。我不太能喝酒，大家一起干一杯吧，为我们合作成功干杯。各位请随意。
致谢和送礼，感恩和等挂。这次能够顺利签约，全靠您的大力支持。哪里哪里，这是双方真诚合作的结果。这件小礼物是送给您的，真的非常感谢您的帮助。您太客气了，都是朋友了，我心领了，我还没来得及谢谢您呢。您这次一定要收下，这只是代表我的一点心意。好吧，我想恭敬不如从命，那我就收下了，谢谢。告辞和送客，高度把点开。如果没有别的事的话，我就先告辞了。是啊，时间不早了，我也该走了。你们难得来，再坐坐，再聊聊嘛。不了，您一定还有很多事情需要处理，下次再来吧。那好吧，让我送你们到门口。不用送了，别客气。好，慢走，有空常来。谢谢大家，感恩各位的收看。Một số văn hóa trong giao tiếp thương mại. Trong trường hợp thông thường giữa bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân, Trung Quốc thường xuyên dùng những câu như Nǐ qù nǎo, bạn đi đâu đấy? Càn shěn me qù, đi làm gì đấy? Máng shěn me nǎo, bận gì đấy? Thậm chí là chū fàn le me, ăn cơm chưa, để chào hỏi. Thế nhưng người nước ngoài thường không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Thực ra, đồng nghiệp Trung Quốc của bạn hỏi như thế chỉ là muốn thể hiện họ rất thân thiết với bạn, chứ không phải thực sự muốn biết bạn đi đâu hoặc bạn làm gì, trừ khi bạn muốn đưa ra câu trả lời cụ thể. Còn không, bạn chỉ cần dùng những câu đại loại như chu bàn đẻn sử, đi có chút việc, để đáp lại là được. Nét văn hóa thứ hai, trong trường hợp thân mật hoặc không chính thống, người ta quen dùng zěn me yàng, thế nào, để hỏi thăm đồng nghiệp và bạn bè. Ví dụ, ở trong hành lang của công ty hoặc trong bữa tiệc của công ty, bạn sẽ thường xuyên nghe thấy những câu hỏi thăm như shěng yì zěn me yàng, làm ăn thế nào, hoặc gōng sī zěn me yàng, công ty thế nào. Đối với những câu hỏi như thế này, người Trung Quốc sẽ dùng những câu đại loại như hái xiếng cũng được, bú chua, không tồi, máu mảo khô khủ, bình thường, hoặc là hái khởi cũng vẫn ổn để trả lời. Cách trả lời này thể hiện một thái độ khiêm tốn, không khoa trương. Bởi vì cách nghĩ truyền thống của người Trung Quốc là cho dù một người có thành tích lớn thì cũng không nên khoe khoang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Tiếng Trung Không Khó của mình. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh và có thể chia sẻ những video hay đến cho các bạn bè của các bạn cùng học tiếng Trung. Chúc các bạn thành công. Zài jiàn.